Dạ mình đi đang bình minh, đang bình minh, đang bình minh. Dạ mình đi đang bình minh, đang bình minh. Trên núi kìa, lá lên kìa. Quay ngang chứ quay vậy là làm phim được. Đây là chợ Bình Ba. Bây giờ đang là 6 giờ 15 ha. Đồng hồ đeo tay của em bị chết rồi. Cho nên vậy chỉ đi dòm đồng hồ nhà người ta thôi. Vậy đang say vậy thôi. Bà đi đâu à? Đi qua bãi trướng. Tại sao không đi thẳng? Đi thẳng ra cảng. Ở khi ra cảng là bãi trước đó. Ra cảng là cảng. Ủa cô đi ra bãi trước là đi ra đây nè. Dạ rồi, cảm ơn. Hay là hay là yeah. Tí đeo khăn hoàng cổ cho dì Hào rồi mình sẽ hát cởi khăn hoàng cổ cho em. Tay dài ra. Vâng, đã thấy ánh mặt trời. Giờ là chuẩn bị xuống dốc.
trên đỉnh kia có cái ụ. Ba nghĩ là ba kêu mẹ lên đó. Đường đi không? Đường đi thì chắc có rồi đó. Cái này là trường học à? Ừ. Ê, chắc tí gọi điện cho thằng kia chở lên nha. Ủa mà ba đó ba đi thuê xe máy mà. Ủa rồi rốt cuộc tại sao lại đi bộ vậy? Ba giải thích đi. Bị cáo cười gì? Ba chứ. Con chó mà kêu ơ ơ sợ cái loại gì không? Hả? Bạn Bin. Bạn Bin nói sáng nay đi thuê xe máy mà bây giờ bạn Bin bắt cút bộ bạn Bin. Là sao? Ba có thật là không biết. Cô bị cáo có lời là bao nhiêu? Bị cáo cầm nghiêm chứ. Chứ là hiểu rồi. Có gì đó nó sai sai trong cái vấn đề này mà nó sai là nó không phải đúng. Đời có hồng chắc đâu đó. Hồng hồng ở bên kia. Ba đừng có nói đi bộ nguyên ngày nha. Đây. Đây là mặt đi. Đây ngủ dậy mất ngủ. Không để xe mất. Đi lên nắng nha bạn Vin. Ủa đi thẳng lên đó hay là đi quẹo đường này vậy? Chứ đâu thấy ai quẹo vô đường này đâu. Đường này á. Ở trên kia nó có cái cục đá thì nó đâu có liên quan được cái bãi tắm. Cái thấy trên trời rồi kìa. À, con đường đẹp vậy không chụp hình tự sướng. Không có sướng nổi. Đói nhẹ răng là. Hai cực hả? Cực đi. Ý. Ý. Đây là quán cà phê hoang dã. Mệt thở lè lưỡi luôn á. Đó đó hả? À, cuối cùng là thấy bãi biển mà thấy con góc đi xuống một hồi level lên level xuống rồi level lên. Oh my god. Ê. Sao mặt con đơ đơ nguy hiểm cái gì không? Thấy không chưa có ị chứ. Tối mới ị mà. Ồ. Việc tối ị thì đâu có liên quan tới việc là sáng không có ị đâu. Ồ, các bạn nghe tiếng sóng không? Giờ 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 giờ. Mặt trời lên muốn lên tới tỉnh đầu luôn rồi đó gì nữa. Có người ngủ nướng à. Gương mặt kêu 5:30 sáng vậy nè. Mày đó là một phần của trách nhiệm của bạn đấy chứ. Ủa? Điện thoại dưới đây em đã gọi dấu vậy á.
không nè. Xoài kìa. Ừ. Đây là bãi chướng. Bãi chướng chứ không phải bãi trước nha. View ở đây thì khá đẹp, view ở đây thì đẹp hơn ở bên bãi Nồm. Ừ. Đi xuống chơi không? Không. Ở tới đây là...